chào anh chị và các bạn để xoa dịu cái căng thẳng ở trung đông á thì uh, cái đợt tấn công trả đũa của Israel vào Iran thì tương đối theo cái kế hoạch có thể là được uh, sự uh, gọi là hướng dẫn của Mỹ về cái câu chuyện đó là tấn công chiến lược vào những cái khu vực không phải là uh, khu vực uh, liên quan đến dầu khí cũng như không phải là cái khu vực mà có liên quan tới vũ khí hạt nhân hoặc là liên quan đến các cái cơ sở hạt nhân thì cái điều đó nó làm xoa dịu đi cái căng thẳng ở khu vực Trung Đông và cũng chính vì cái cái việc mà tấn công trả đũa vào dạng sáng ngày 26 tháng 10 à, tương đối nhẹ à, có thể là xoa dịu đi cái căng thẳng chung và mặc dù là người Iran vẫn tuyên bố trả đũa, tuy nhiên thì cái xác suất của cái câu chuyện tiếp tục leo thang nó thấp đi và nó tạo cái điều kiện ổn định cho cái cuộc bầu cử Mỹ diễn ra vào cuối tuần này ngày mùng 3 tháng 11 năm 2024. Và nó cũng là cái động lực làm giảm bớt đi cái động lực tăng giá của vàng, tức là khi mà cái việc leo thang nó ít đi thì giá vàng cái gọi là cái nhu cầu mua vàng và nắm giữ và lo sợ cái việc leo thang mạnh hơn nữa của khu vực Trung Đông thì nó giảm bớt đi, giảm bớt đi. Vậy là cái tốc độ tăng giá của vàng thế giới vừa trong cái 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 lúc mà theo các cái diễn biến thực tế của biểu đồ giá vàng thì vào lúc dạng sáng 4 giờ ngày 28 tháng 10 là có thời điểm là lên tới 2.760 đô la và sau đó thì từ từ 4 giờ sáng ngày 28 tháng 10 thì giá vàng à, bắt đầu có cái khuynh hướng suy giảm trở lại và hiện nay thì đang đóng ở mốc 2.743 đô la tức là mất khoảng 20 đô nó thể hiện cái điều gì nó thể hiện rằng là cái căng thẳng ở trung đông có phần sẽ được xoa dịu một chút trước cái cuộc bầu cử Tuy nhiên thì giá dầu cũng là một cái tín hiệu cho thấy rằng là hiện nay nó đang giảm khoảng 4,7%, đưa giá dầu về 68 đô, 68 đô, 68, 38 đô một thùng. Vậy thì cái xu hướng ngắn hạn của thị trường vàng theo đánh giá cá nhân của Thắng dựa trên các cái biểu đồ về giá cũng như là các vấn đề về căng thẳng tại khu vực Trung Đông thì tạm thời thì cái tốc độ tăng giá của vàng nó sẽ... Uh, chậm lại tức là nó động lực tăng giá nó sẽ chậm lại về mặt chung và dài hạn thì nó vẫn tiếp tục cái sóng đi lên dài hạn và hướng về vùng 3 ngàn. Tuy nhiên thì trong ngắn hạn thì cái động lực nó sẽ chậm lại. Ngoài ra thì uh, cũng nói về vấn đề thế giới thì uh, như Thắng đã chia sẻ trước đó uh, chúng ta không khó để nhận ra uh, một cái câu chuyện mà uh, được gọi là chia lửa mặt trận. Thực là tóm lại là các cái mâu thuẫn của Đài Loan và Bắc Kinh, Trung Quốc à, bắt đầu leo thang khi mà người Đài Loan thì à, có một cái thỏa thuận mua vũ khí của Mỹ với cái cái lượng mua lên tới 2 tỷ đô. thì Bộ quốc phòng Đài Loan cho biết là hôm chủ nhật rằng là à, có các cái máy bay chiến đấu và tàu tàu chiến của Trung Quốc đã thực hiện một cuộc tuần tra chiến đấu à, quanh cái hòn đảo à, của Đài Loan. Sau khi Bắc Kinh Trung Quốc đe dọa thực hiện các biện pháp đối phó để đáp trả cái gói bán vũ khí giá 2 tỷ đô la của Hoa Kỳ, của Mỹ. Thì Mỹ uh, cho rằng là họ có nghĩa vụ phải cung cấp cho Đài Loan một cái quốc gia mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền các phương tiện để tự vệ mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, làm cho Bắc Kinh Trung Quốc liên tục tức giận về điều đó. Lầu năm góc thì cho biết vào thứ sáu rằng à, Hoa Kỳ đã phê duyệt gói bán vũ khí trị giá 2 tỷ đô la cho Đài Loan, bao gồm việc lần đầu à, chuyển giao cho hòn đảo này một hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến đã được thực nghiệm à, tại chiến trường Ukraine. Bộ Quốc phòng Đài Loan thì cho biết là họ đã có những cái phát hiện liên quan đến 19 máy bay quân sự Trung Quốc bao gồm cả máy bay chiến đấu Su-30 thực hiện cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu à, xung quanh Đài Loan kết hợp với các tàu chiến Trung Quốc bắt đầu từ sáng uh, chủ nhật. Tin tức này cho biết là máy bay Trung Quốc đã bay vào không phận phía bắc, trung tâm, tây nam và phía đông nam của Đài Loan và lực lượng Đài Loan đã được điều động để theo dõi cái tình hình. Thì Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc thông thường. Thì Trung Quốc uh, thực sự là đã tiến hành các cuộc tuần tra như vậy quanh Đài Loan uh, nhiều lần trong trong một tháng. Nhưng đây là lần đầu tiên Bắc Kinh tổ chức một cuộc một loạt cuộc tập trận uh, chiến tranh toàn diện mới gần với lại Đài Loan uh, trong tháng này. Trong một uh, tuyên bố vào cuối ngày thứ bảy, Bộ Quốc phòng uh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ liên án mạnh mẽ và phản đối mạnh mẽ các giao dịch bán vũ khí mà mới nhất của Hoa Kỳ đã gửi công hàm uh, phản đối nghiêm túc tới Washington. Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ngay lập tức ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan và chấm dứt các cái động thái nguy hiểm làm suy yếu hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và thông cáo uh, cho biết thêm Bộ uh, gọi là Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đối phó và kiên quyết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và an ninh an toàn lãnh thổ nhưng không nêu rõ họ sẽ làm gì trong năm nay thì Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan một quốc gia dân chủ nơi chính quyền uh, bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, tức là Đài Loan thì bác bỏ cái chủ quyền của Bắc Kinh, còn Bắc Kinh thì tuyên bố là uh, Đài Loan là một khẩu, phần không thể thiếu của Bắc Kinh. thì chính phủ Đài Loan hoan nghênh thương vụ bán vũ khí mới là thương vụ thứ 17 cho hòn đảo này dưới thời chính quyền tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Đấy anh chị thấy đấy, bộ ngoại giao Đài Loan thì cho biết hôm thứ bảy khi phản hồi về các cái cái việc bán vũ khí trước những mối đe dọa từ Trung Quốc thì Đài Loan có nghĩa vụ bảo vệ quê hương và tiếp tục thể thể hiện cái quyết tâm như vậy bằng cái việc là, là là, là mua mua thêm vũ khí và mua lên lần này là lần thứ 17 và với cái thỏa thuận cam kết lên tới 2 tỷ đô tương đối lớn thì cái câu chuyện này nó nói lên cái điều gì nó nói lên cái câu chuyện đó là uh, rõ ràng là cái việc đơn cực và đã thế giới đang bắt đầu bước vào giai đoạn đa cực tức là nỗ lực cho cái câu chuyện đó là uh, nhiều các cái cục diện thế giới mới đặc biệt là cái khối BRICS mà như tôi đã chia sẻ ở các cái video trước thì ở video này thì chúng ta cũng có thể nói thêm được cái câu chuyện đó là uh, tạm thời thì dưới cái sự điều hướng nếu chúng ta uh, nhìn nhận một cách uh, thấu đáo thì rõ ràng là có cái câu chuyện uh, chỉ dẫn uh, và thậm chí là một số nguồn tin uh, gọi là tình báo chưa được kiểm chứng để cho rằng là uh, phía Mỹ và tình báo Mỹ đã lộ loạt cái thông tin uh, liên quan đến câu chuyện là Israel định tấn công vào Iran nhưng mà lúc đầu thì định tấn công rất mạnh, kiểu như là trả thù, uh, báo thù rất là mạnh, kiểu kiểu là tấn công vào các cái cơ sở năng lượng, uh, dầu khí và tấn công vào cả những cái cơ sở hạt nhân của uh, của Iran. Nhưng mà tình báo Mỹ thì đã để lộ và giống kiểu như là không đồng ý với cái câu chuyện như vậy, muốn rằng là xoa dịu cái tình hình, tránh cái việc là trước cái cuộc bầu cử sắp tới vào cuối tuần này thì leo thang cái tình hình là đều không 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 tốt tuy nhiên ở phía phía khu vực châu á eo biển đài loan cũng như là câu chuyện của gọi là triều tiên là đang có cái câu chuyện là tuyên bố rằng là việc mà đối tác toàn diện với lại nga thì họ có nghĩa vụ sẽ đưa quân tới nga nếu là hợp pháp và nếu như mà có cái câu chuyện là một quốc gia khác có thể là tấn công lãnh thổ của nga nhiều hơn và sâu hơn thì kiểu đại loại là căng thẳng nó sẽ leo thang hơn và câu chuyện như vậy nó cũng dẫn đến việc Hàn Quốc phản đối phản đối và chúng ta thấy rằng là thế giới gần như là đang phủ một cái bóng gọi là chiến tranh ở khắp nơi nếu như mà nói là chiến tranh thế giới thứ ba thì nó là hơi quá nhưng nếu nói về cái câu chuyện căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu thì nó là phù hợp và cũng chính điều đó làm cho uh, các cái tổ chức đầu tư trên thế giới e ngại. Uh, trong đó thì các cái quỹ đầu tư lớn họ tìm tới 10 đến 15 trăm cái tài sản uh, lưu giữ ở vàng là cái điều uh, không thể chối cãi. Và chính cái câu chuyện như vậy nó làm cho chúng ta uh, thấy được rằng uh, rõ ràng là giá vàng trong về mặt uh, ngắn hạn thì động lực tăng uh, khi mà vấn đề Trung Đông được xoa dịu có thể động lực nó sẽ chậm lại, tức là cái thời gian để có thể tăng uh, vượt cái vùng giá 3.000 đô la cho một ounce thì sẽ nó sẽ kéo dài hơn. Động lực nó chậm lại, cũng là nguyên nhân do cái câu chuyện là được xoa dịu bởi vì khi mà Israel trả đũa như vậy thì cũng cũng đúng với những cái gì mà uh, Iran muốn, tức là họ đã từng phát đi thông điệp rằng nếu như mà trả đũa theo một cái cách nhẹ nhàng, tức là không tấn công vào cơ sở năng lượng dầu khí và cơ sở hạt nhân thì họ sẽ ngừng đáp trả và nhiều khả năng thì thì thì, thì sẽ không đáp trả nữa. thì không đáp trả thì giá vàng nó sẽ ít căng thẳng hơn và nó sẽ lên chậm hơn. tuy nhiên thì ở bù lại thì các vấn đề căng thẳng về chia lửa mặt trận ở nhiều nơi, nếu vấn đề Ukraine càng căng thẳng thì các cái câu chuyện liên quan đến Đài Loan liên quan tới Triều Tiên và nhiều các cái vấn đề mà chúng ta cũng rất khó để có thể lường trước được trong cái tình hình hiện nay thì vẫn là cái động lực để cho cái giá vàng dài hạn nó có thể vẫn tiếp tục là tăng thêm. Tuy nhiên thì trong ngắn hạn thì nó có thể tạm thời là giảm nhẹ hoặc là xoay quanh cái khu vực ba mươi đô cộng trừ 20. Và nếu có những diễn biến mới nữa thì giá vàng mới có thể tăng nhanh hơn được nữa. Thì sau khi mà chúng ta nhìn nhận cái vấn đề thế giới nó như vậy. Ờ thì chúng ta mới thấy được cái động lực của giá vàng thế giới nó như vậy. Thì rõ ràng là với những với những câu chuyện như thế thì giá vàng miếng trong nước nó sẽ diễn biến theo uh, hai kịch bản. Có thể điều chỉnh nhẹ hoặc có thể vì khan cái nguồn cung uh, vàng miếng và người dân trong nước uh, thì nhu cầu mua vàng miếng uh, lớn tới mức uh, làm cho giá vàng trong nước không giảm mà đứng ngang ở cái vùng 89. 89 uh, triệu một uh, triệu đồng trên một cây vàng và nó sẽ đi ngang trong một khoảng thời gian để chờ những cái diễn biến khác của thị trường vàng thế giới và cũng chờ cái kết quả bầu cử của tổng thống Mỹ vào cuối tuần này tức là vào ngày mùng 3 tháng 11 năm 2024. Và chúng tôi dự đoán rằng là có thể trong tuần này thì giá vàng thế giới vẫn tiếp tục cái đà tăng 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 nhẹ sau khi chạm ngưỡng cao nhất trong lịch sử 2.760 đô thì có thể sẽ vào cuối tuần sẽ dịch chuyển về gần gần với khu vực như vậy thì nó sẽ làm là cái động lực cho giá vàng trong nước uh, tăng thêm một hai triệu nữa thì đó là cái kỳ vọng về cái câu chuyện ngắn hạn còn về mặt dài hạn thì chúng tôi vẫn đưa ra và vẫn không thay đổi cái kịch bản về dự báo giá vàng có thể vượt 90 uh, tiến về vùng 95 triệu và thậm chí cán mốc 100 triệu trong uh, nửa cuối năm 2024, đầu năm 2025 và trong năm 2025, có thể giá vàng miếng sẽ chạm cái ngưỡng 108 triệu cho một cây vàng. Thì điều này là điều mà chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi. Bởi vì chúng tôi dựa trên những cái góc nhìn về chính trị địa chính trị hiện nay, góc nhìn về xu hướng giá vàng dài hạn và chúng tôi cũng đưa ra cái góc nhìn cá nhân như vậy. Mong nó là cái thông tin để cho anh chị có thể tham khảo và coi như nó là một cái nguồn tin bổ sung thêm một cái góc cái góc nhìn của thị trường thế giới và cho anh chị cái thêm những cái thông tin để đưa ra cái quyết định đầu tư cho gọi là phù hợp hơn. Chúng tôi đưa cái ý kiến cá nhân thì cũng mong rằng anh chị và các bạn lấy đó là nguồn tham khảo và tham khảo thêm những cái nguồn khác để đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những cái việc anh chị và các bạn mua bán lỗ hay lãi đó là việc của anh chị và các bạn phải tự chịu trách nhiệm với câu chuyện đó. À, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những cái góc nhìn cá nhân của chúng tôi để giúp cho anh chị và các bạn có thêm những cái góc nhìn và cũng mong rằng những cái cập nhật nhanh à, 10 đến 15 phút của chúng tôi sẽ là đem lại cái cái nguồn thông tin hữu ích. À, anh chị và các bạn có thể ủng hộ video bằng việc ấn like, à, để lại những cái bình luận chia sẻ của mình về góc nhìn về vàng và ở cái rõ hàng ở đây thì có rất là nhiều những cái sách liên quan đến vàng, đầu tư vàng, đầu tư bất động sản và đầu tư chứng khoán. Thì anh chị có thể ủng hộ chúng tôi bằng việc ấn vào link và tìm xem ở trong cái giỏ hàng của chúng tôi có cuốn sách nào phù hợp và anh chị đang anh chị đang cần thì có thể mua để ủng hộ chúng tôi một chút hoa hồng vài ngàn khi mà anh chị và các bạn đặt sách tại đường link ngay ở cái giỏ hàng ở đây hoặc là ở dưới phần mô tả nội dung của video. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Thân ái chào hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.